mà cất coi như là vứt. Nếu chúng ta muốn dùng tiền đó để biến thành những thứ tốt đẹp nhất cho cuộc sống, thì phải mang đi mua. Mua quần áo là sướng rồi đúng không? Mua xe cộ hay mua đồ ăn, hay mua tất cả mọi thứ để làm cho cuộc sống của mình hạnh phúc hơn. Thế cho nên, tiền là thứ để làm cho cuộc sống của mình trở nên tốt hơn, chứ không phải là thứ để mình thờ nó. Và nói về công việc, thì tiền phải mang đi để giúp cho công việc trở nên tốt hơn, để mình có được nhiều hơn, chứ không phải cất ở một chỗ. Người nghèo thì kiếm tiền rất khó, dẫn đến việc có thì cất, cất đi, để dành, rồi tích lũy đến già, 70 tuổi, 80 tuổi mới tích lũy được 200 triệu, 300 triệu, để sau này cho con, cho cháu. Ồ, thế đến cuối cùng là cả đời lao động vì đồng tiền, nhưng lại không tiêu xài nó, lúc nào cũng lao động vất vả, lúc nào cũng kham khổ trả để làm gì hết. Tôi có một tin vui dành tặng cho bạn hôm nay, giúp bạn quản lý và đầu tư tiền hiệu quả hơn. Đó là một môi trường học tập và phát triển bản thân 30 ngày miễn phí, mà lại đảm bảo thay đổi 100%. Môi trường học chỉ dành cho những người thực sự nghiêm túc. Bạn có thể bấm vào đường link bên dưới avatar của tôi để tham gia.